shopnow.vn, à, click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Chrissy. À, mình đọc comment thì mình thấy có bạn ấy bảo bình luận là Chrissy đang khá là mạnh. Anh làm clip về vị tướng Chrissy đi. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Chrissy cho tất cả các bạn cùng xem nha. Mình thấy vị tướng này mạnh mà. Trời ơi, dạo này gần đây hot phết đấy. Nói chung là hot pick trở lại đấy các bạn ạ. Úi giời, The Flash hả bữa ấy. Thả cho một con bướm này. Cái con này nó dễ chơi lắm các bạn. Nó thật sự là cực kỳ mà kiểu giống như là đơn giản ấy. Nó không quá cầu kỳ giống như là Natalia. Cái con tướng này ấy, cái chiêu 1 của nó dài mà nó to. Cái chiêu 2 nó cũng to nữa các bạn. Mà cái chiêu cuối thì nó to chả bá lửa luôn. Thật là, ui giời, lại còn tốc biến nữa hả anh. Anh đừng có tốc biến. Anh đứng điên một chỗ đi cho em thả con bướm đi bướm về một cái. Anh không chết đâu, anh chỉ ngáp ngáp thôi. Này thì láo nháo này, rồi xong nó chừng chỉ mất cái con bồ này. Buồn đế cơ chứ. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn kìa. Kìa, đúng rồi, chỗ quá trời đông luôn. Rồi xong bé rồi. Rồi ôi, xí nữa ăn được mạng vị tướng Avenis rồi. Ăn được mạng cái lụm được cái con bùi xanh là vô mánh luôn á. À. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng cái con tướng The Flash em bạn nó cướp bùi xanh của rừng cho mình rồi kìa. Tội nghiệp rừng cho mình quá. Tội nghiệp rừng em mình quá. Bụi tụi nó quýnh rồi chết ngắc luôn. Ôi dồi ôi. Xong rồi. Mình tưởng lấy được cái con blue của vị tướng Phoenix là ngon rồi chứ. Ai ngờ đâu nát luôn ạ. Piu. À đủ. Xong rồi. Biết ngay mà. Trời ơi khó thế. Pha đấy mà có tốc biến là ngon đấy. Nhưng mà nó không có tốc biến các bạn ơi. Nó xoay tay mà cái chiêu cuối của vị tướng The Flash nó to mà nó dài ấy các bạn. Nó rộng ấy. Mình không chạy được. Nó chạy thẳng vào người mình. Nó ulti thì đỡ khó đỡ quá. Trừ khi cái tốc biến thì mình thoát được thôi. Hoặc là có quả cầu băng xương thì cũng đỡ. Rồi. Man ơi, man từ từ man ơi. Để em thả bướm từ từ mà thức thả coi. Lên trời nè. Không được các bạn. Nếu mà tem bạn không lên giày kiên cường ấy mà đối đầu với Chrissy ấy là mình hất tung nó bay cao lắm luôn đấy. Nó bay tí trên trời luôn đấy các bạn. Cao vãi cả trường luôn. Bay một cái là đây còn mọi người xe này. Biến về một phát là ngoé bằng cua này. Không biến về luôn. Vãi. Không biến về thì bay lên trời. Ê, ghê chưa? Các bạn đã thích ghê chưa? Lên trời nè đấy. Chết trên trời luôn nha các bạn. Hất tung một cái là bay lên trên trời, chết trên đó luôn. Khiếp. Nó cao mà. Con này dễ chơi đó các bạn. Không có quá khó đâu. Thấy mấy bạn comment yêu cầu về Chrissy là mình làm liền. Nó dễ mà. Nhưng mà mình đi đứng giữa đâm ra nó hơi kém ấy các bạn. Mình hay mà mình đi. Nói chung là mình hay quên lắm các bạn. Hay quên về đâm ra toàn bị mất lính thôi. Tức là lúc nào mình cũng bị thọt hơn so với người ta. Đâm ra nó yếu của cái vấn đề đấy. Piu. Chứ không phải là kỹ năng mình không có nha. Mà do mình bị thọt đấy. Này thì bay vô nè. Khi mà vị tướng Chrissy sử dụng cái chiêu mà trúng ấy, chiêu 1 chiêu 2 trúng ấy, là nó sẽ được tăng tốc độ chạy nha. Ua. Ôi mạnh vãi. Các bạn thấy chưa, đáng sợ chưa? Đúng một cái là ngoéo luôn. Hê. Ngon. Ây da. Piu. Hất tung nè. Piu. Hất tung nè. Piu piu nè. Hất tung ra ăn rồng mới coi. Đồng đội cho mình đã ăn rồng quá trời luôn. Mình phải ra mình sơ múi miếng chứ. Hỗ trợ là chính. Còn bạn này bạn ý kiến không? Cái chiêu mồi của con Chrissy này nó khá là xa. Rồi bé bò. Bé bò dính trưởng nè. Có người tới. 1, 2, 3. Lên trời. Đùng. Thả bướm. Đùng. Thế mà không chết. Lần này còn sống được không? Vẫn sống à? Mình tưởng tạch được chứ. Láo nháo nè. Ui pha đấy hơi đen các bạn. Pha đấy nếu mà mình tinh tế một tí, mình sẽ sử dụng cái chiêu hất tung trước, đúng không? Chờ nó biến về một cái, xong mình hất tung cái mình thả con bướm là nó chết. Ui. Hơi lỗi tí. Ê anh gấu. Ui anh hết hồn con trồn này. Chuyện này hỗ trợ nhiều quá. Mấy anh mấy chị có thương cho em ăn vài mạng cho em xanh chút coi. Làm clip mà ăn ít mạng quá. Người ta chửi quá trời luôn. Người ta bảo đánh ngu đánh gà quá trời.
nhưng mà họ đâu có thấy cái điểm hỗ trợ của mình nó như thế nào đâu. Trời ơi, chơi hỗ trợ không à. Nói chung là cái vấn đề mà ăn mạng ấy, nó phụ thuộc vào độ hên xui nữa các bạn. Nếu mà các bạn hên ấy, các bạn KS được thì ăn nhiều mạng. Còn nếu mà các bạn đen ấy, cái điểm thì là cái đồng đội mình nó lại hên ấy, nó lại KS mất tiêu, đâm ra mình chỉ được điểm hỗ trợ thôi. Đậu xanh nhiều lúc mình hỗ trợ nhiều mình cũng cay mãi nái à. Đây. Đi đâu con sâu? Ầu re. Ngon rồi, điện giật TT. Gì điện giật TT đây? Điện giật TT là ông nào điện giật TT đây? Ý, ghê quá. Pew. Các bạn đang xem clip của mình đăng ký kênh và giúp mình với nhá. Hôm mình có đọc bình luận thì ở trên fanpage các bạn kia bạn kêu là khi nào mà kênh anh Hảo TV đạt được 100k sub thì mình qua kênh anh Hảo like đi để cố gắng lên 2 triệu sub, không là anh sẽ bị văng khỏi top 5 YouTuber Liên Quân. Nhưng mà mình vẫn đang làm clip một ngày hai cái clip đều mà, nhưng mà tại không có ai xem thôi. Chứ có phải là mình lười nhác gì đâu, trời ơi chăm chết luôn. Chăm quá nhưng mà cái kết nó lại không có tác dụng mấy. Mặc dù rất là chăm nhưng mà cái kết của mình thì nó lại không có ý tưởng, đâm ra thì nó không có ai xem. Gì đó. Chăm chỉ quá đôi lúc nó cũng không có tốt các bạn. Phải lười lười chút. Nhưng mà mình con người chăm chỉ sao lười được đúng không các bạn? Sao lười nổi? Ồ kìa, ai như cờ đi. Phải nít chứ cờ đi đâu. Với nít mừ. Đây. Thì mình kìa đồng quá các bạn ạ. Bóng hôn thẳng nó bên trên này. Bây giờ mình lên nó đánh mình chết ngay. Rất là nguy hiểm. Gấu béo kìa. Mày lôi cả họ nhà mày à. Gì căng vậy? Chơi game mà căng vậy thanh niên. Căng quá trời luôn. Bé rồi. Bé này là dính trưởng nè. Hết đường về nha cưng. Ê. Bình tĩnh anh gấu. Anh này gấu chó cứ máu lổi lên. Chết em đấy anh ạ. Anh lào vào như vậy là đợt sau là em không tha cho anh đâu đấy nhá. Đông quá trời đông luôn. Hất tung một cái nè mà không hất được con bò, hất tung sao nổi. Chỗ lại hỗ trợ không à mấy anh ơi. Cho em ăn mạng dơi. Một hai mạng gì đó thôi. Trời ơi nhiều quá không được, nhưng mà ít thì cũng cho người ta dơi chứ. Em buồn sao? Bùm. Cha bay vào. Ui dồi ôi. Tưởng gấu béo thế nào. Lo mà chạy đi không chịu đâu. Còn bay vô cho mình quất nữa chứ. Là ngòm luôn. Ngon nước. Thế. Ui Crazy chơi sướng quá các bạn. Trời ơi thái chơi thảo bướm đá quá ta. Thiệt phê thiệt đấy. Chứ con này nói chung là vừa dễ chơi này. Đam lại to này. Đồi xong bé rồi. Bé lên. Ơi. Đầu xanh bậc chiêu cuối luôn. Sợ cái gì. Nó mà xài chiêu 1 nó chạy mất. Không có chiêu 1 chắc phải đấy là tạch với mình rồi đó. Úi ôi. Thật ra thì vị tướng Crazy nếu như mà mình sử dụng cái sử dụng cái chiêu 1 của nó mà chuẩn ấy các bạn, là đam nó cực kỳ khó chịu luôn. Cực kỳ khó chịu luôn ấy. Phải nói là siêu chế. Nhiều lúc mình đối đầu với cả Crazy nó cứ quăng cái chiêu 1 cứ đi ra đi về một cái hết cần nửa cây máu ra, sống thế méo nào được. Mà nó mà xài cái chiêu 2 mà còn chuẩn nữa thì lại thôi luôn. Các bạn có thể sử dụng cái chiêu 1 của vị tướng Crazy để check map nha. Check map lại. Ui chết rồi. Ui mày quá, mém chết. Hên. Tôi đi về. Mà anh em đánh nhau này không lẽ mình đi về. Quay lại chơi luôn chứ sao. Chết thì chết chùm chứ đúng không các bạn. Một khi mà đã máu thì đừng có hỏi lại nữa. Ai ăn mạng của tôi vậy. Mạng ngọt cơm thế mà cuối cùng ai ăn mất tiêu luôn. Buồn, dễ sợ buồn đấy các bạn ơi. Giờ mình sẽ lên cho nó cái trượng hỗn mang đi. Các bạn nhớ giữ sức khỏe nhá. Hiện tại thì ở chỗ mình lúc trước dịch cũng khá là căng, nhưng mà hiện tại bây giờ cũng đã ổn rồi. Nói chung là đi chợ mua đồ được rồi. Mình thấy ở dưới ở nhiều nơi nó hiện tại bây giờ nó dịch cũng rất là phức tạp. Các bạn nhớ giữ sức khỏe nha. Anh em chúng ta cùng vượt qua đại dịch. Hy vọng thì dịch nó sẽ sớm qua. Chúng ta lại quẩy. Wow. Ôi chà. Mày ơi. Đừng có ơi. Ơi. Chết đi em. Ai ôi.
cứu em với anh John. Thả bướm nè, đi về. Đi về, dạo này Tozo cũng hot phết các bạn. Thực sự nó khá là hot luôn. Mình thấy nhiều bạn comment về vị tướng Toro, chắc là thế là để tối nay đi các bạn. Tối nay mình sẽ làm clip về vị tướng Toro úp ở trên fanpage đi. Con trâu bò đó chơi nó khá là vui ấy. Anh em cũng muốn xem thêm clip của mình thì qua fanpage anh Hảo ấy nha. Rồi xong bé rồi, xong bé rồi. Ủa sao nó lại không rớt xuống đầu con Phoenix mà nó cứ rớt xuống đầu bò làm gì ta? Bò nó trâu quá trời luôn. Úi giời ơi, hất tung em luôn kìa. Ghê. Anh ghê quá trời. Này thì bò với chúng tôi nè. Nó đòn me nó xúc mình cái gì á. Ôi đúng rồi. Điếc không sợ súng. Trời ơi, mình đầy cái máu chứ có mình có thể còn một chiêu chiêu máu đâu. Anh bò anh cứ ham hồ. Mít làm gì đấy? Ủa bạn hỏi tớ hả? Giờ mình sẽ lên cho nó sách chi hồn rồi. Xong rồi xin giáp rồi. Giờ lên cho nó cái vương miệng nha. Bạn ấy hỏi mình hay là hỏi bên kia nhỉ? Hình như là hỏi The Flash hay sao ấy. Không phải hỏi mình đâu. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Bum 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 bum. Tiêu 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 tiêu. Hất tung nè. Tiêu. Bum 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 bum. Tiêu. Hất tung nè. Tiêu. Đâu rồi. Có ai không? Anh em nào mà muốn mua nick thì vô số nick của mình dưới phần mô tả video ấy nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, kèo thơm rồi. Trận này hình như là mình sinh ra là để support hay sao á. Không qua được mạng. Anh gấu này, hu hồn. Các bạn thấy không, mình toàn hỗ trợ thôi. Hỗ trợ mười mấy mạng luôn nhưng mà ăn mạng không được mạng nào. Nó đen, ui đến lúc mình thả cái con bướm mà ăn mạng ấy. Thì nó lại tốc biến đi mất tiêu. Nó là tốc biến cái thứ cùng thanh niên Superman, nó lại thừa lực đục thả cầu, nó sơi mất mạng. Chán thế. 6-1-14 luôn kìa. Sao mà chơi game gì buồn dữ ta. Chơi game mà cứ đi hỗ trợ này chán lắm các bạn. Phải chi mình, ví dụ mình đi mid mình hỗ trợ tầm ví dụ như này sao đó, mình hỗ trợ tầm 10 mạng. Đấy, mình ăn tầm 10 mạng, gọi là 10-1-10. Trời ơi, có phải là ngon nước ngon cơm không? Trời hết bây giờ ăn được có 6 mạng mà hỗ trợ thôi 14 mạng luôn. Ở chùm hỗ trợ luôn cái gì ấy ta. Chán thế. Do support hay tem hay hả? Đậu thân trời ơi. Không khen mít gì hết trơn, khen support ba. Trời đậu thân tui gọi là hỗ trợ còn gấp mấy lần ông support đây. Support hỗ trợ đâu bằng mình đâu các bạn. Mình hỗ trợ 14 mạng, support hỗ trợ có mấy kill bọ à. Trời nó. Ai da. Ai chà. Ái chà chà. Vào đây. Hất tung nè vào đây. Thả bướm đấy. Ê, rồi xong bé Hảo rồi. Bé Hảo toang rồi. Trời ơi cái thanh niên gọi là kỳ cục. Đồ lát này hư quá. Phế giấy đâu nhưng mà nó vẫn cốt thì nó bay vào nó sơi mình cho bằng được thôi. Hư quá hư đúng không các bạn. Quá trời hư luôn á chứ hư gì nữa. Từ. Bình tĩnh nha. Có khi nào thua ngược không ta? Ôi, hiện tại các bạn đang mạnh quá à. Trời, các bạn kìa. Đây, em tới rồi đây. Mình sẽ chạy xuống khu vực đường dưới nha. Ui, con Phoenix nó bắn trụ. Trời ơi, trời, cái trụ mà nó bắn chút xíu là xong rồi các bạn. Cho bắn bạc cái mất cái chỗ luôn. Ghê hả? Đúng là Phoenix này nó ăn lính với cả ăn trụ hoặc là ăn mấy cái mục tiêu như là tà thần hay là rồng ấy. Ghê vãi. Trời ơi con The Flash nó biến về mà nó không chịu biến về. Tha chết ở bên trên không chịu biến về. Nó biết mình me nó rồi. Đâm ra là mình nó chết bên trên luôn chứ nó không chịu biến về các bạn. Chán thế. Chán không chịu được. Thả bướm nè. Không có bụi xanh à? Không có bụi xanh chứ. Piu.
Hiện tại thì fanpage tem bạn nó cũng khá là xanh đấy. Nó quốc cho vị tướng do tem mình chết luôn kìa. Solo không lại nó đâu. Đây rồi, thời tới rồi là đây chứ đâu. Tốc biến nè. 1, 2, 3 hức tung này, thả bướm này chớt nè, mất giáp hộ mệnh đúng không? Này, thả bướm này. Rồi bé đi đâu? 1, 2 chiu. Ơ. Ủa rồi ai ăn mất tiêu rồi? Ơ kỳ nhờ, sao số mình nó đen thế? Trời ơi, nó đen gì mà nó đen dữ dằn gì? Ăn đến mồm rồi mà ông Richter ông cũng kẽ cho bằng được chưa thì thôi thì em cũng chịu. Ủa mình tưởng mình ăn rồi chứ. Thoát tung thả bướm là ăn rồi, chết chắc rồi. Thế mẹ đó, ông Richter ông ăn cơ chứ không phải là mình, kỳ cục thế. Hình như lỗi game hay gì á. Chứ làm sao mình có thể hỗ trợ được nhiều như thế này. 15 mạng hỗ trợ. Mà đậu xanh cứ ấy cứ mới đau chứ. Rồi xong Murat chết ngắt luôn. Đẩy về. Rồi xong đợt Phanát nó xoay tay chết cả hai này. Không phải chết một. Chết mất Superman. Gấu béo cũng bị tướng John sấy chết rồi. Mình tới nhưng mà tới muộn quá, không kịp. Piu. Hất tung nè. Anh em đang xem clip của mình nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ui, nó quốc tà thần kìa. Rồi xong, mình ăn được tà thần rồi nhưng mà hiện tại đang thiếu người các bạn, thiếu Superman. Cái con này nó phải đi cùng với cả mấy con tanh tanh ấy nó mới thể hiện được các bạn. Tên bên kia nó cơ động quá, cờ DC áp sát không được. Khó chịu ghê á. Bay vào nè, dính rồi dính. Dính chung một cờ DC thốn lắm. Dính một lần còn đỡ nha. Mà nó hai lần nó có nghĩa là đi lên xong rồi đi về phát nữa. Trời ơi nó thốn. Thốn quá đi. John đi cùng mình cộng thêm với cả có một người bầu kê nữa thì lại ngon. Thả cho một phát nè. Đùng. Đây rồi đợt này thì KS hộ cái. Trời ơi là trời, cuối cùng thì mình cũng ăn được mạng rồi các bạn. Trời ơi tôi mừng muốn rớt nước ấy ra luôn á trời. Mừng thế cơ chứ. Mới tin được bắn đánh mai cuối cùng bây giờ mới ăn được một mạng. Mừng hấm đít ra. Thả con bướm nè. Căn bản trận này mình cũng đen nữa, toàn hỗ trợ thôi. Ui con hàng. Tôi tới nè. Gần chết các bạn ạ. Ông Superman này ông máu thế. Thôi quay lại giúp bạn vẽ vậy. Ai rồi ơi. Ôi giời ơi bồ ơi. Sao bồ về thế. Trời ơi ông. Sao bồ mình nó tỉnh bơ như là không có gì nhỉ. Quay lại giúp mình vẽ coi. Biết thế mình về cho rồi. Kệ cho Superman nó chết. Mình thấy đồng đội mình nó đứng trong bụi. Mà trong em vào bạn nó có nửa cái máu. Bạn ấy cũng biến về luôn nhá. Không quay lại luôn. Hình như muốn mình chết hay sao ấy. Đồng đội hư quá. Hư quá trời. Rồi xong bé Zuka. Zuka tay bạn phế mà. Đồng đội mình phải đấu nó mà quay lại là nó xúc chết Zuka ngay. Mà đồng đội mình nó lại chọn phương án đó chính là biến về. Chắc bạn ấy biến về xong rồi bạn ấy đang làm cái gì đó. Đâm ra bạn ấy không nhìn game ấy. Chứ pha đấy thì làm sao mà. Nếu mà là mình thì mình làm sao mình có thể gọi là ấy được. Rồi xong bé Richter rồi. Richter chết ngắc luôn. Rồi có quả cầu băng xương ở đây. Vô kèo. Quả cầu băng xương này các bạn. Cho anh mạng coi. Cho mạng với. Có ai cho anh mạng với coi. Mình buồn quá. Hello baby. Từ. Xong rồi. 1, 2. Úi dồi ôi. Này thì bay vô nè. Cũng không ăn được. Đây rồi. Tozo. Ôi trời ơi. Làm sao mà Tozo thoát được. Chuẩn bị tốc biến hất tung rồi. Ơi thả bướm chết Tozo bò. Đó là mình nói thôi chứ nó có chết méo đâu. Này thì Zuka này bay vào đây. Xin lỗi quá chứ bạn Zuka mà ý chí ý cò là mình thả bướm chết đây. Không đùa bạn đâu. Bạn chết với mình đây.
Zuka nó đè cho Superman nó phang chết rồi. Nản thế không biết nữa. Sao mà trận này chơi nó đen thế nhỉ? Nó đen 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 thật sự luôn. Chơi méo gì cứ hỗ trợ. Bù. Ấy 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 ấy, làm gì đây, làm gì đây? Thời của Hảo tới. Đùng 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 đùng. 1 2 3 thả bướm. Uầy uầy uầy. Á chà chà á chà chà. Hất tung nè, thả cho một phát nè. Rồi chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi, chạy thôi. Ui trời ơi. Này thì láo nháo này, con bò này. Con bò này đi đâu? Bé bò này đi đâu? Bé bò vẫn chưa chết à? Không chết thì đã có mình ở đây rồi. Rồi xong bé ơi. Ui rồi ui, nó chán đừng có hỏi luôn. Sao mà điêu cái đôi gì nữa các bạn? Sao mà nó nản thế nhở? Ăn mạng điêu được đâu, cứ đi hỗ trợ không à? Buồn quá. Rồi ông John, ông chơi ông chủng chủ người ta luôn kìa. Trời ơi, nó buồn dữ nữa. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Thế sao trận này mình đen thế nhở?